Chương 33 Trung Nam Phong Luyện kiếm Tân thẩm chi vừa nghe thấy luyện kiếm thì tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Luyện khí thì ông không dành, nhưng luyện kiếm thì đúng là nghề của ông. Là một kiếm tu, đa phần thời gian mỗi ngày của ông là ôm kiếm chém lung tung khắp nơi. Mỗi lần chém thì đối phương đều là kiếm tu hơn trăm năm linh lực. Tân thẩm chi tương đối tự tin với kiếm thuật của bản thân, nhìn khắp toàn bộ ngô kiếm phái không có mấy người có thể so được với ông các người xem cho kỹ tân thẩm chi lập tức rút ra lãnh tuyển kiếm của mình thân kiếm màu xanh lam như suối phun băng ngọc tản ra lam quang thanh lãnh rõ ràng là một thanh kiếm thẳng tắp nhưng nằm trong tay ông lại như du long di chuyển mỗi đường kiếm dứt khoát đi qua đều lưu lại ngân quang tốc độ của tân thẩm chi cực nhanh mọi người ngồi trong viện chỉ nhìn thấy được bóng kiếm dày đặc cùng với tiếng xé gió không ngừng. Kiếm tra vào vỏ. Những người khác vẫn còn đắm chìm trong kiếm thuật của tân thẩm chi, chỉ có mỗi diệp tố lỗ tai động đậy, đuôi mắt phát hiện thấy gì đó, tay chống lên bàn, khởi động linh thực tạo thành một cái chuông ụp xuống nhóm người. Giây tiếp theo, đại thụ rậm rạp sau lưng liền rơi xuống cực kỳ nhiều lá, trên mỗi một phiến lá đều có một đường cắt chỉnh tề giống nhau như đúc, đám lá rơi lả tả trên chuông linh lực của diệp tố. Cùng lúc đó, còn một người khác cũng động chính là Dịch Huyền. Vốn dĩ hắn đang ngồi ở bên cạnh Minh Lưu Sa thì đột nhiên đứng dậy che trước bàn, rút ra nửa thanh kiếm ngăn cản một đạo kiếm ý từ phía trước ập đến. Hắn cắn răng chống đỡ nhưng cũng liên tục lui về sau ba bước, người đụng vào trên chuông linh lực. Không hổ là đồ đệ của lão tử. Tân thẩm chi khó nén kích động mà hô một tiếng. Kiếm của ông tuy đã vào vỏ nhưng vẫn còn lưu lại bên ngoài một đạo kiếm ý quả nhiên đồ đệ tiếp được đạo kiếm ý này mặc dù đạo kiếm ý đó của tân thẩm chi đã được thu liễm đi rất nhiều nhưng dịch huyền chỉ mới là chút cơ kỳ mà thôi thế mà lại có gan tiếp kiếm ý của hợp thể kỳ tân thẩm chi đối với dịch huyền ở phương diện nào cũng cực kỳ vừa lòng hận không thể ngay tức để hắn bái ông làm sư dịch huyền đại sư tỷ tây ngọc ngựa đầu nhìn lá dụng che kín chuông linh lực buông đũa ông ấy cố ý sao một bàn linh thực này bọn họ còn chưa động đũa, nếu không phải đại sư tỷ phản ứng mau thì toàn bộ đã bị hủy mất rồi. Diệp Tố nâng tay lên, chuông linh lực biến mất, lá dụng được nàng dùng linh lực gom lại ngay sau đó ném trả toàn bộ cho Tân Thẩm Chi. Một luyện khí sư trúc cơ kỳ công kích một kiếm tu hợp thể kỳ tất nhiên là không thành công, Tân Thẩm Chi nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đứng yên muốn nói gì đó. Diệp Tố đã sớm lấy vụ sát hoa ra khỏi túi cản khôn, khởi động, sau đó nhắm ngay tân thẩm chi. Trong nháy mắt một màn sương mù mỏng liền tỏa ra, phảng phất như một trận mưa phùng mỏng nhẹ. Tân thẩm chi ban đầu còn tưởng là chỉ là sương mù bình thường mà thôi, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không đúng. Kinh nghiệm mách bảo nguy hiểm khiến da đầu ông tê dại, vội vàng lui về phía sau. Đám sương mù đó quả nhiên lộ ra hung tướng, mỗi một tia đều kéo dài ra, biến thành con rắn nhỏ, há to mồm, mười phần hung hãn mà táp về phía ông. Tân thẩm chi nhìn chằm chằm bầy rắn đầy trời công kích đến, theo bản năng rút kiếm ra chém, nhưng vẫn có mấy đạo xà cắn được tới ông. Khoảnh khắc ngay trước khi bị cắn tân thẩm chi nghĩ trong lòng, thôi xong lần này chơi lớn rồi, ông còn chưa thu được đồ đệ nữa đấy. Nhưng sau khi bị cắn xong, tân thẩm chi trầm mặc, chỉ vậy thôi vết thương ngoài da thậm chí còn không có tân thẩm chi kinh ngạc nhìn về phía diệp tố pháp khí gì thế này quá hồ người ông đường đường là một kiếm tu hợp thể kỳ mà còn bị dọa sợ diệp tố buông xuống vụ sát hoa mỉm cười nói với tân thẩm chi tiền bối ta thử thử pháp khí mà thôi ngài không bị thương chứ Tân thẩm chi nhớ tới bộ dáng bản thân vừa rồi như lâm phải đại địch mà cảm thấy mất mặt cực kỳ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, lão tử có thể có việc gì chứ, chẳng có gì đáng sợ cả, pháp khí này của ngươi như cào ngứa mấy cái mà thôi. Tiền bối không có việc gì thì tốt rồi. Diệp tố ung dung gắp một miếng linh thịt bỏ vào trong chén của mình, về sau ta sẽ tiến dài cho pháp khí, đến lúc đó ta lại tìm ngài thử lại thử xem. Cũng, không cần đâu. Tân thẩm chi nhìn Diệp Tố, cảm thấy tiểu cô nương này thực đáng sợ, tính nhạy bén cũng cực mạnh, lần nào cũng đều phản ứng lại được động tác của ông. Dịch huyền cũng thu kiếm, nhưng không ngồi xuống mà ôm kiếm đứng một bên nhìn chằm chằm tân thẩm chi, nghiễm nhiên là chỉ cần đối phương ra tay hắn lập tức sẽ đánh trả. Hoàn toàn xem tân thẩm chi như kẻ địch. Tân thẩm chi người này chính là một kiếm tu điển hình, trong lòng chỉ có kiếm, làm việc chưa bao giờ suy nghĩ hậu quả, cao hứng là triển, muốn làm gì là làm đó. Vừa rồi luyện kiếm mới luyện được một nửa thì muốn thử dịch huyền, còn đám lá cây đổ lên đầu bọn Diệp Tố thì đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn lúc biểu diễn mà thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, nhìn bộ dáng lạnh lùng của đồ đệ tương lai tân thẩm chi liền hối hận bản thân ngứa tay làm chi. Sư tỷ của đồ đệ à, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Lần này tân thẩm chi đã cơ trí hơn nhiều rồi, biết phải xuống tay chỗ Diệp Tố, ta trước giờ chém nhiều cây trong ngô kiếm phái, cứ nhìn thấy cây là ngứa tay chứ không phải muốn làm chậm trễ bữa sáng của các ngươi. Tiền bối, việc bái sư mấy ngày nữa lại nói. Diệp Tố nói, chúng ta cần quan sát thêm. Được rồi, Tân Thẩm Chi bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để đánh mấy trưởng lão ngô kiếm phái có khả năng cạnh tranh với ông đánh tới bế quan. Trước khi rời đi ông còn lưu luyến nhìn dịch huyền, Đồ đệ, ngày mốt ta lại tới tìm con. Ngày mai trước tiên phải đi đánh người. Tân Thẩm Chi ngự kiếm rời đi, tới giữa không còn hét xuống với Dịch Huyền Đồ đệ, thanh kiếm nát của con cũng nên đổi rồi. Chờ đến khi Kim Đan kỳ sư phụ mang con đến kiếm chủng chọn một thanh kiếm tốt. Ông ấy thích hợp làm sư phụ của đệ. Diệp Tố ngẩng đầu nói với Dịch Huyền. Tân Thẩm Chi là người thích làm theo ý mình cường đại nhưng đơn thuần, là sự lựa chọn tốt nhất để làm sư phụ dịch huyền, huống hồ còn rất bảo vệ người mình. Tỷ không ngại ông ấy nói xấu thiên cơ môn sao? Dịch huyền nắm chặt thanh kiếm trong tay, thanh kiếm này là trưởng môn sư phụ cho hắn. Thiên cơ môn xác thật là gần phế tông nhưng từ nay về sau nhất định sẽ chậm rãi đi lên. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết thiên cơ môn vẫn sừng sững ở đây. Diệp Tố cúi đầu hất ngón tay của Du Phục Thời đang mon men đến gần vụ sát hoa, nhưng Tân Thẩm Chi rất mạnh, nếu đệ thật sự để bụng chuyện này thì sau này hãy đánh với ông ấy một trận, nếu thắng thì xem như báo thù cho chúng ta. Được, Dịch Huyền rũ mắt đáp ứng. Ngô kiếm phái, luyện kiếm chàng. Đại sư huynh, Tân trưởng lão lại nổi điên. Tân trưởng lão lại làm cái gì? Từ Trình Ngọc vừa mới trở về, đi ngang qua luyện kiếm chàng thì các sư đệ sư muội liền vây lại liến thoáng kể cho hắn nghe. Tân trưởng lão thừa dịp tông chủ cùng các đại trưởng lão đóng cửa nghị sự, đã chạy đi đánh các trưởng lão của tất cả các phong một trận. Đại sư huynh, sư phụ của đệ cũng bị đánh. Ngoặc kép. Nếu đổi thành trưởng lão khác làm vậy thì từ trình ngọc sẽ lo lắng không thôi, sợ có phải hay không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu là Tân trưởng lão thì mọi người cũng đã sớm quen rồi. Từ Trình Ngọc hỏi, Tân trưởng lão lại ngộ ra kiếm ý mới sao? Các sư đệ sư muội trong luyện kiếm trang lại bắt đầu nhao nhao trả lời. Không có, nhất định là có quan hệ với đồ đệ mà Tân trưởng lão muốn thu. Không biết Tân trưởng lão nghĩ như thế nào, cứ cả ngày cho rằng sư phụ chúng ta muốn đoạt đồ đệ của ông, cũng không nhìn xem các phong có bao nhiêu đệ tử ai sẽ đi đoạt người chứ? Cũng chỉ có mỗi phong của ông ấy là không có một mống người nào. Ngô kiếm phái có mấy phong đầu, Trung Nam phong chính là chỗ ở của tông chủ cùng các đại trưởng lão, các đệ tử dòng chính cũng ở đấy, từ trình ngọc chính là quan môn đệ tử của tông chủ. Mỗi phong đầu khác đều có một vị trưởng lão tọa chấn cùng với thân truyền đệ tử và nội môn đệ tử. Còn tân thẩm chi ông ấy ở bát hoang phong, cả ngày chỉ biết luyện kiếm, chưa bao giờ làm chuyện gì khác, cũng không thu đệ tử, hàng năm bị tông chủ cùng các đại trưởng lão nhắc nhở mãi. Ai lại có thể khiến cho Tân trưởng lão để ý đến vậy? Từ Trình Ngọc có chút tò mò hỏi. Nghe nói là đệ tử của một môn phái sắp phế tông đến nơi, lúc trước được Tân trưởng lão mang về đây ở mấy ngày, sau đó hình như là cự tuyệt không muốn lưu lại Ngô kiếm phái. Một vị sư muội lập tức kể ra những gì mình biết từ trình ngọc kinh ngạc thế nhưng có người không muốn làm đệ tử ngô kiếm phái chẳng lẽ đối phương muốn đi côn luân lúc sau còn không phải đã quay lại sao theo ta thấy chính là lạt mềm buộc chặt đánh cuộc đi các ngươi không biết gì sao người nọ đi theo tông môn sư huynh sư tỷ quay lại đây muốn giao dịch thứ gì đó với tông chủ của chúng ta còn có chuyện này ư một đám người thường ngày trong đầu chỉ có kiếm liền lập tức nổi lên tâm bát quái vây lấy người vừa rồi lên tiếng người vừa rồi lên tiếng được bao vây thành trung tâm bằng không các ngươi nghĩ rằng tại sao tông chủ cùng các trưởng lão lại đóng cửa điện không cho một ai đến gần đối phương là đệ tử tông môn nào từ trình ngọc hỏi hai ngày trước lúc đệ đi ngang qua nghe thấy tân trưởng lão nói hình như là thiên cơ môn gì đó thiên cơ môn có chút quen tai từ Trình Ngọc vừa nghe đến Thiên Cơ môn liền nhớ tới màn ngự kiếm dùng xích sắt quải người hơn nửa năm trước, liền hỏi: "Bọn họ còn ở trong tông môn không?" "Còn ở, ở trong viện khách quý trên Trung Nam Phong, Tân trưởng lão phân phó, ngày nào cũng có người đưa linh thực qua đó." Từ Trình Ngọc bảo các sư đệ, sư muội tiếp tục luyện kiếm, bản thân thì ngự kiếm đi về hướng Trung Nam Phong, hắn muốn nhìn một chút trong nhóm người đó có mấy vị đạo hữu thú vị lúc trước hay không. Đây là chữ gì? Du phục thời đứng bên cạnh Diệp Tố, thấy nàng đang viết chữ, thò đầu qua vai nàng nhìn nhìn thì phát hiện hắn không biết mấy chữ này. Không tính là chữ, đây là phù chú. Diệp Tố vẽ rất nhanh, những phù chú này về sau khi vào bí cảnh ít nhiều sẽ có tác dụng. Trên thực tế nàng còn muốn học thêm phù chú mới, đáng tiếc không có nguồn để học. Dù phục thời ngồi bên cạnh nàng không chút ngượng ngùng nào mà cọ tới cọ lui, còn thường chạm vào đồ vật trên bàn. Có việc, Diệp Tố vẽ xong một tờ kim cương phù, rốt cuộc dừng lại, quay đầu hỏi hắn. Dù phục thời do dự một hồi nói, ta lấy những thứ khác đổi với ngươi. Diệp Tố trong lúc nhất thời không hiểu rõ lắm, đổi cái gì? Dù phục thời nhìn túi cản khôn bên hông nàng, chỉ chỉ nói, cái này. Diệp Tố thấy thế thì hiểu rõ, không khỏi bật cười, thỏ tay lấy ra vụ sát hoa, vòng tay hình xà đen tuyền ẩn ẩn ánh kim, nàng hỏi, để lấy gì đổi với ta? Chờ ta tìm lại được đồ vật của mình. Du phục thời kéo tay áo của Diệp Tố, lấy vụ sát hoa từ trong tay nàng, cẩn thận mang lên cổ tay của mình, dương mắt nói, người có thể tùy ý chọn một kiện. Tuy rằng những thứ đó đều là đồ mà hắn thích, bất quá, du phục thời nghiêm túc suy nghĩ, có thể dùng một kiện để đổi lấy vụ sát hoa. Diệp tố nhướng mày, tìm lại. Đồ vật của tiểu sư đệ tất cả đã làm mất hết rồi. Không đổi. Diệp tố quay lại đầu tiếp tục vẽ phù. Đệ muốn chơi thì có thể mượn ngươi chơi mấy ngày. Kỳ thật vụ sát hoa đối diệp tố mà nói, vừa quan trọng lại vừa không quan trọng. Nàng đích xác là không còn cách nào có thể luyện chế ra một vụ sát hoa khác giống như đúc thế này, bản thân nàng cũng rất thích nó. Tuy nhiên tình huống này cũng không phải là hiếm gặp đối với luyện khí sư. Hiện tại Diệp Tố chỉ thuần túy muốn nhìn bộ dáng muốn mà không được, nhăn nhó vỏ đầu bứt tóc của tiểu sư đệ mà thôi. Hiếm thấy đó. Nghe thấy phàm nhân này một lần nữa cự tuyệt mình, dù phục thời rất không cao hứng, nhưng hắn vẫn muốn được tiếp tục mang vụ sát hoa. Lúc đầu thích chiếc vòng này vì nó có hình rắn giống bản thể của hắn, nhưng sau đó khi thấy uy lực công kích của vụ sát hoa thì hắn liền hoàn toàn muốn có được chiếc vòng này vậy ngươi nói điều kiện đi dù phục thời nén giận một chút cũng không kiêu ngạo ta đáp ứng ngươi tạm thời không nghĩ ra về sau lại nói diệp tố vội vàng vẽ phù sau khi nói xong liền không chú ý đến tiểu sư đệ bên cạnh thật lâu sau diệp tố dù phục thời chỉ vào phú chú dưới ngòi bút của nàng ta có một quyển thư tịch về cái này, ngươi có muốn hay không? Ngòi bút của Diệp Tố dừng một nhịp, phù liền bị hủy, nàng nghiêng đầu, không phải tất cả đồ vật đều đã mất rồi sao? Vậy chờ sau khi ta tìm được, ngươi đổi với ta. Dù phục thời thật vất vả mới nhớ ra chính mình có một quyển loại thư tịch về cái mà Diệp Tố đang vẽ này, còn là do ai đưa cho hắn thì hắn vẫn không nhớ ra. Diệp Tố đứng dậy, chờ đệ tìm được rồi lại nói. Phù đã bị hủy, nàng cũng không muốn vẽ tiếp nên đi ra phòng nghỉ bên ngoài. Vừa mới đi ra chào một tiếng với lữ cửu thì từ ngoài viện có một người bước vào, mang theo vài phần tò mò hô lên, Diệp Đạo Hữu Tác giả có lời muốn nói. P.S. Bởi vì phía trước đã có toàn gia anh nên để tránh bị trùng tên, từ trình anh đổi thành từ trình học tương đương. Chương 34 xuất phát từ trình ngọc có ấn tượng rất sâu với diệp đạo hữu ngự kiếm quải người lần trước khi nghe nói người thiên cơ môn đến đây thì liền tò mò đi nhìn xem thử kết quả vừa vào đến viện thì liền thấy ngay diệp tố theo bản năng hô một tiếng diệp tố ngẩng đầu thấy hắn hiển nhiên cũng nhận ra là ai từ đạo hữu đã lâu không gặp thì ra cô chính là đồ đệ mà tân trưởng lão muốn thu nhận từ trình ngọc nhớ tới tốc độ ngự kiếm của diệp tố lần trước cuối cùng cũng hiểu được vì sao tân trưởng lão muốn thu một đệ tử của một môn phái luyện khí làm đồ đệ, chắc hẳn là vì thiên phí căn cốt của Diệp Đạo hữu rất tốt. Ta, Diệp Tố đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới phản ứng lại nói, không phải ta, ta không biết dùng kiếm. Từ Trình Ngọc Tốc độ ngự kiếm của Diệp Đạo hữu rất nhanh, hơn nữa dưới thân kiếm còn treo ba người, nhìn thế nào cũng đều không giống người không biết dùng kiếm. Đồ đệ mà Tân Tiền Bối muốn nhận ở đằng kia. Diệp Tố chỉ vào Dịch Huyền đang ngồi đả tọa dưới tảng cây cách đó không xa, "Là tiểu sư đệ của ta." Du Phục Thời vừa đi ra thì nghe thấy những lời này, hắn im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh Diệp Tố, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Vị này là Từ Trình Ngọc chưa gặp qua Du Phục Thời, thấy hắn đến đây nên theo bản năng hỏi một câu. Diệp Tố quay lại liền thấy gương mặt xinh đẹp của Du Phục Thời quên mất thằng nhóc này. Ta nói nhầm rồi. Diệp Tố lập tức mất bò mới lo làm chuồng, quay đầu giới thiệu lại một lần nữa. Vị này mới là tiểu sư đệ của ta, du phục thời, còn ngồi dưới tàng cây đằng kia tu luyện là ngũ sư đệ, dịch huyền. Du phục thời nhìn Diệp Tố, tay trái giật giật tay áo bên phải, lộ ra vòng đeo tay hình xà, hiển nhiên là muốn lấy nhược điểm lần này để nàng cho hắn mang vòng nhiều hơn mấy ngày. Diệp Tố rời tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý du phục thời lúc này mới vừa lòng mà buông tay áo xuống lúc này ba người minh lưu xa cũng từ bên ngoài trở về viện nhìn thấy từ trình ngọc lập tức tiến đến chào hỏi từ trình ngọc nhìn nhìn gương mặt của diệp tố cùng du phục thời lại nhìn dịch huyền ở cách đó không xa lại quay sang nhìn ba người minh lưu xa cuối cùng ánh mắt dừng trên người lữ cửu vị đạo hữu này cũng là người thiên cơ môn hứa ta là tán tu. Lữ cửu đứng dậy, chắp tay nói, lần này cùng đồng hành với họ. Từ trình ngọc không hiểu sao trầm mặc thật lâu, hắn nhớ rõ thiên cơ môn là một môn phái luyện khí, sao mấy người này lại trông giống, người của hợp hoan tông vậy? Là tông môn bọn họ đang đổi con đường tu luyện? Hay là thiên cơ môn trước giờ tu đệ tử đều xem mặt? Lúc trước còn thiếu từ đạo hữu một ân tình. Diệp Tố nhìn không ra cảnh giới của từ Trình Ngọc, hơn nữa kiếm trong tay đối phương cũng không phải phàm vật, ân tình này chỉ sợ với đợi về sau mới có thể trả được. Từ trình ngọc lắc đầu, chỉ là một tấm dư đồ mà thôi, Diệp Đạo Hữu không cần xem là thật. Tín vật lúc trước từ Đạo Hữu cũng đã nhận lấy rồi, sao có thể không xem là thật. Diệp Tố nói, bất quá trước mặt cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, nhân tình này về sau nhất định sẽ trả lại. Được, từ trình ngọc thoải mái đồng ý, Tiếp theo lại nói, mới qua hơn nửa năm, Diệp Đạo Hữu đã trúc cơ trung kỳ. Hắn đã là Kim Đan trung kỳ nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cảnh giới của mấy người Diệp Tố. Diệp Tố cười hỏi, từ đạo hữu đặc biệt ghé qua để chào hỏi chúng ta sao? Vừa đúng vừa không đúng. Từ Trình Ngọc chỉ chỉ về hướng đỉnh Trung Nam Phong, chỗ ở của ta ở trên đó. Thì ra là thế. Lần đầu gặp Từ Trình Ngọc, nàng tưởng hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Ngô Kiếm phái, hiện tại xem ra hắn là một trong những đệ tử dòng chính của tông môn. Lần này chúng ta bái phỏng quý phái là vì muốn tìm đệ tử Ngô Kiếm phái cùng đồng hành đi vào bí cảnh. Diệp Tố dương mắt, không biết Từ Đạo Hữu có nguyện ý gia nhập. Từ Trình Ngọc không ngốc, có thể nổi bật trong các đệ tử dòng chính, hắn cũng đủ thông tuệ. Vừa rồi các sư đệ sư muội nói rằng người thiên cơ môn đến đây làm giao dịch gì đó với tông chủ, nói vậy đây là một trong những điều kiện đó. Các ngươi muốn đi bí cảnh nào?" Từ Trình Ngọc hỏi. "Cái nào cũng đi." Diệp Tố bồi thêm một câu, chỉ cần có thể tiến vào đều đi. Từ Trình Ngọc ngần người, có chút không hiểu rõ ý của nàng. Trong bí cảnh linh khí dồi dào, còn có các loại yêu thú có thể dùng để làm tài liệu luyện khí. Diệp Tố nói thẳng, nên chỉ cần có thể vào thì bí cảnh nào chúng ta cũng đều sẽ đi. Từ Trình Ngọc nhìn Diệp Tố, lại nhớ tới khốn cảnh của thiên cơ môn liền nhanh chóng có thể sâu chuỗi mọi việc. Các ngươi muốn mượn linh khí của bí cảnh để đột phá. Đúng vậy. Các ngươi, lá gan thật lớn. Từ Trình Ngọc không khỏi cảm thán, đến kiếm tu cũng không dám làm như vậy. Tính bất chắc ngoài ý muốn của bí cảnh quá lớn, ngay cả đệ tử đại tông môn như bọn họ nếu muốn đi bí cảnh cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ trước đó. Tuyệt địa tìm sinh mà thôi. Khi nói lời này biểu tình trên mặt Diệp Tố cũng không có chút dao động nào, phảng phất chỉ là như đang nói một việc bình thường. Từ Trình Ngọc suy nghĩ một lát, nói, "Ta gia nhập." Diệp Tố cười đáp, "Tốt." Không bao lâu sau, việc từ trình ngọc muốn đi theo người thiên cơ môn sông vào bí cảnh khắp nơi đã truyền khắp toàn bộ ngô kiếm phái. Trung Nam Phong, nơi ở của đệ tử dòng chính. Đại sư Huynh, Huynh muốn đi vào bí cảnh cùng với mấy luyện khí sư đó ư. Đệ tử dòng chính mã tổng thu đẩy cửa bước vào, có tinh lực thế vì sao không dành để tu luyện. Đi bí cảnh cũng là tu luyện. Từ trình ngọc mở mắt ra, khôi phục lại từ trạng thái đà tọa đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn có lẽ sẽ có lợi với việc đột phá của ta. Vậy thì cũng không cần đi cùng với một đám luyện khí sư cảnh giới thấp chói gà không chặt như thế, đến lúc đó toàn là huynh phải che chở bọn họ. Mã Tổng Thu ghét bỏ nói, thiên cơ môn sắp phế tông đến nơi, cũng không biết đang dẫy dụa cái gì. Đệ có gặp qua bọn họ chưa? Ai? Mã Tổng Thu nghĩ nghĩ nói, mấy người thiên cơ môn đó. Có từ xa thấy qua một lần. Từ Trình Ngọc lại tiếp tục nhắm mắt, hai tay chụm lại, vận chuyển linh lực, nói: "Đệ không cảm thấy bọn họ ai cũng đều có một gương mặt tương lai sẽ rất lợi hại sao?" Mã Tổng Thu hoang mang, "Huynh ấy đang nói cái gì vậy?" Hắn thừa nhận nhóm người đó diện mạo quả thật không tồi, nhưng mặt đẹp thì tương lai nhất định sẽ lợi hại sao? Chưa chắc là vậy a, à, đại sư huynh đây là bị làm sao vậy? Đại sư Huynh, Mã Tổng Thu nhìn Đại sư Huynh từ Trình Ngọc Thanh lãnh như trăng, dốc hết lòng nói một lời, từ nửa năm trước đệ đã phát hiện Huynh có điểm không thích hợp. Nếu có sinh tâm ma, phải nhanh chóng báo cho sư phụ cùng các đại trưởng lão xin giúp đỡ ngay mới được. Khi đó Đại sư Huynh mang theo các sư đệ sư muội đi ra ngoài rèn luyện trở về, tự nhiên lại treo một sợi dây thừng dưới thân kiếm, để một tiểu đệ tử mới nhập môn ngồi lên, mang theo nhóc đó ngự kiếm bay đi bay lại khắp nơi, làm mọi người nhìn thấy sợ hãi không thôi, còn tưởng rằng tiểu đệ tử kia phạm lỗi gì khiến đại sư huynh trừng phạt hắn. Chỉ có Mã Tổng Thu biết khi Đại sư Huynh đáp kiếm xuống đất nói một câu, khá là khó giữ vững. Không có tâm ma gì hết, đệ không hiểu đâu. Từ Trình Ngọc chỉ là cảm thấy người thiên cơ môn rất thú vị, hoàn toàn bất đồng với những tu sĩ trẻ tuổi mà hắn từng gặp qua. Mã Tòng Thu nhíu mày, "Đại sư huynh, nếu huynh muốn đi, vậy đệ cùng Chu sư muội cũng muốn đi cùng, chúng đệ không yên tâm." "Vậy đệ đi hỏi Diệp đạo hữu đi." Từ trình ngọc vận chuyển linh lực đi một vòng quanh thân, xua tan đi mệt mỏi. Mã Tòng Thu nói, "Nàng ấy muốn tuyển đệ tử có năng lực đúng không? Đệ cùng Chu sư muội đều đã là kim đan sơ kỳ." "Nói đi liền đi." Mã Tòng Thu lập tức đứng dậy đi tìm sư phụ tự đề cử. Đồ đệ, mấy trưởng lão của mấy phong đầu kia thực lực thật kém quá. Sáng sớm tân thẩm chi đãn đứng trước cửa phòng dịch huyền, một hai đòi hắn phải xác nhận, bây giờ con bái sư để ta dạy con kiếm thuật được chưa? Dịch huyền từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ không bộc lộ biểu tình gì, nhưng mặt mày so với dĩ vãng thì bình thản hơn không ít, người đi hỏi đại sư tỷ của ta đi. Tân thẩm tử quay đầu nhìn mấy người đang ngồi xổm trước cửa phòng ăn linh quả, chuẩn xác tóm được Diệp Tố. Tiểu cô nương suy nghĩ xong chưa, nhanh nhanh cho dịch huyền bái ta làm sư đi. Tiền bối, dịch huyền làm đệ tử người thì có thể học được cái gì? Diệp Tố ngẩng đầu hỏi. Tân thẩm chi nhíu mày, làm đồ đệ của lão tử thì tất nhiên lão tử sẽ dạy hắn hết tất cả sở học kiếm thuật của mình. Chỉ cần hắn có thể học, ta đều dạy hết. Nhận được lời đảm bảo của ông, Diệp Tố gật gật đầu, nói với Dịch Huyền: "Đệ lưu lại đây, tương lai Thiên Cơ môn có một nửa phải trông chờ vào đệ. Một nửa là luyện khí, một nửa là hộ tông. Trên con đường tăng cường thực lực sau này, Ngô kiếm phái sẽ che chở cho Thiên Cơ môn." "Vậy về sau con chính là đồ đệ của lão tử?" Tân Thẩm Chi kích động nhìn chằm chằm Dịch Huyền: "Mau, đồ đệ, kêu một tiếng sư phụ." Dịch Huyền vô luận gặp qua bao nhiêu lần, hắn vẫn không cách nào thích ứng được với sự nhiệt tình của tân thẩm chi. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố, đại sư tỷ thật không có đang trả thù hắn đấy chứ. Khi ánh mắt của Diệp Tố đảo qua tới, dịch huyền nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn tân thẩm chi, sư phụ. Ha 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 tân thẩm tử ngửa đầu cười một tràng dài, một đầu tóc lộn xộn sắp dựng lên tới trời, lão tử rốt cuộc có đồ đệ rồi đại sư tỷ minh lưu xa quay đầu hỏi diệp tố tỷ đã tuyển người chưa diệp tố gật đầu giơ ba ngón tay tất cả đều là dòng chính trung nam phong nàng không ngờ đệ tử dòng chính trung nam phong sẽ chủ động gia nhập thậm chí ngô kiếm phái cũng nguyện ý thả người ta nghe ngóng được phía đông đồ thủ thành có một bí cảnh sắp mở lữ cửu vội vàng bước vào viện nói sẽ mở nội trong tháng này Diệp Tố đứng lên, về phòng thu thập hành lý, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Mấy người Minh Lưu Sa lập tức trở về phòng. Diệp Tố cúi đầu đưa tin cho Từ Trình Ngọc, báo rằng ngày mai sẽ xuất phát. Cầm lấy, Tân Thẩm Chi gỡ túi càn khôn bên hông ném cho Diệp Tố, "Nơi này có vài món pháp khí phòng hộ tặng cho các ngươi, nhớ phải bảo vệ tốt bản thân, đừng làm đồ đệ ta thương tâm, ảnh hưởng luyện kiếm." Diệp Tố nhướng mày, đa tạ tiền bối. Tân thẩm chi đang cực kỳ cao hứng, nếu không có Diệp Tố đến đây, đồ đệ của ông đã sớm chạy mất, cũng may hiện giờ đã trở về chân chính bái ông làm sư phụ. Nghĩ đến đây, ông lại nhịn không được mà bật cười ha ha. Dịch huyền Sáng sớm hôm sau, nhóm người Diệp Tố cộng thêm ba người từ Trình Ngọc toàn bộ tụ tập dưới chân núi Ngô Kiếm Phái. Sư đệ, chúng ta đi đây, đệ cố gắng học tốt kiếm thuật nhé. Tây Ngọc vẫy tay với dịch huyền. Chờ chúng ta trở về tìm đệ. Hạ nhĩ hô. Dịch huyền trầm mặc không lên tiếng nhìn mấy người diệp tố. Bọn họ vẫn giống như trong quá khứ. Một lần nữa đường ai nấy đi, chẳng qua lần này, có vài thứ đã bất đồng. Tân thẩm tử đứng bên cạnh nói, đồ đệ, chờ con học kiếm thuật giỏi rồi thì có thể đi cùng các sư huynh, sư tỷ. Ngô kiếm phái là kiếm tu tông môn, Ba người đệ tử dòng chính kiếm thuật càng thêm lợi hại, càng không cần nhắc đến ngự kiếm, chớp mắt một cái liền đi ngàn dặm. Mã Tổng Thu vì muốn khoe khoang thực lực của mình trước mặt mấy người thiên cơ môn nên cố ý bay thật nhanh, thật xa. Tổng Thu sư huynh, từ từ, đại sư huynh còn ở phía sau. Chu Vân đi theo phía sau hắn hô lên. Sư huynh sao lại thế này? Mã Tổng Thu ngừng lại giữa không trung, quay đầu nói với Chu Vân sư muội muội nói xem ta đã sớm nói đại sư huynh có điểm không thích hợp chu vân bất đắc dĩ chúng ta quay lại nhìn xem đi bọn họ đã bay quá xa giờ phút này từ trình ngọc đang ở phía sau nhìn chằm chằm sọt to dưới kiếm diệp tố diệp đạo hữu cô đổi thành sọt rồi à lúc trước ta có thử treo dây xích dưới kiếm nhưng thấy không ổn lắm dây xích không dùng tốt bằng sọt Diệp Tố thật sự nghiêm túc thảo luận với hắn. Nhìn qua thì thật không tồi đấy, du sư đệ đều ngủ rồi. Từ Trình Ngọc nhìn thoáng vào sọt nói. Diệp Tố chỉ cười mà không nói gì, tiểu sư đệ thì có lúc nào mà không gà gật đâu. Đại sư huynh, Mã Tổng Thu quay lại đến nơi, vừa mới dừng lại liền thấy sọt to dưới kiếm Diệp Tố, khiếp sợ hỏi, "Này là cái gì? Sao lại còn có người bên trong?" Mã Tổng Thu nhìn từ Trình Ngọc với vẻ mặt đầy phức tạp, thì ra Diệp Tố của Thiên Cơ Môn có sở thích giống với sư huynh nên huynh ấy mới nguyện ý cùng đi bí cảnh với bọn họ. Kim Đan Kỳ và Trúc Cơ Kỳ quả thật cách biệt một trời một vực, ba người từ Trình Ngọc có thể ngự kiếm liên tục không cần dừng lại nhưng mấy người Diệp Tố thì không được, cần tạm nghỉ để bổ sung linh lực. Cảnh giới tuy thấp nhưng tốc độ lại rất nhanh. Khi đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, mã tổng thu đứng ở bên cạnh nói chu vân nghiêng đầu nói với hắn tổng thu sư huynh huynh ít nói vài câu đi sư phụ bảo chúng ta là phải nghiêm túc hộ tống họ vào bí cảnh mấy tiểu bí cảnh này có chúng ta ở đây đồ vật bên trong toàn bộ đều có thể bao hết mã tổng thu nói không có gì phải khẩn trương sư phụ nói vạn sự đều không thể chủ quan lơ là chu vân nhắc nhở dù sao chúng ta đều phải nghe lời đại sư huynh. Ta biết rồi." Mã Tổng Thu nhìn chằm chằm mấy người đang ngồi đả tọa cách đó không xa, làm gì có gương mặt nào tương lai sẽ rất lợi hại đâu chứ. Hắn lại nhìn sang Du Phục Thời đang dựa vào trên người Diệp Tố, không biết ngự kiếm, còn ngủ cả ngày, rõ ràng không phải là tu sĩ đứng đắn gì. Tác giả có lời muốn nói. "Kiều Kiều, ta không đứng đắn đấy, liên quan gì đến ngươi?" chương 35 Thiết đầu công Dựa vào tin tức có được, phía đông của đồ thủ thành có một tiểu bí cảnh sẽ mở ra trong tháng này. Đoàn người diệp tố không ngừng gia tăng tốc độ, rốt cuộc đuổi đến kịp tòa tiểu thành tập đông, nơi gần chỗ bí cảnh sắp mở ra. Bên trong thành đã có rất nhiều tu sĩ đến từ trước, không ít tu sĩ là một mình một ngựa nhưng kết bạn đồng hành như bọn họ cũng không phải là hiếm, Tuy nhiên khi nhóm của Diệp Tố vào thành thì có không ít tu sĩ âm thầm chú ý. Trong thành nhỏ tập đông này tu sĩ Kim Đan Kỳ không có nhiều lắm thế mà đoàn người của bọn họ lại có đến ba Kim Đan Kỳ kiếm tu, ai nấy cũng đều than thầm trong lòng một tiếng. Loại tiểu bí cảnh như thế này bình thường chúng ta sẽ không tham gia. Từ Trình Ngọc ngồi xuống nói với Diệp Tố, đệ tử ngô kiếm phái có thể rèn luyện trên thí luyện trường của Tông Môn, hoặc là do sư huynh sư tỷ như chúng ta mang theo xuống núi làm nhiệm vụ, mãi cho đến khi tiến vào Kim Đan Kỳ mới bắt đầu tham gia một ít bí cảnh. Chu Vân và Tòng Thu không bao lâu trước kia mới từ bí cảnh ra tới. Bí cảnh càng lớn sẽ càng nguy hiểm, Kim Đan Kỳ tu sĩ trở về sau nói ngã xuống liền ngã xuống, thế nên đệ tử của các đại tông môn sẽ được sư phụ, trưởng bối trang bị cho pháp khí hộ thân, nhưng tán tu thì không có phúc phận đó, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng phàm là đại năng nào có xuất thân tán tu thì đều cực kỳ lợi hại. Trong lịch sử tu chân giới, loại người tàn nhẫn này không nhiều lắm, nhưng mỗi khi xuất hiện thì đều có thể càn quấy mấy trăm năm phong vân. Từ huynh, sau khi tiến vào bí cảnh thì ba người tạm thời không cần ra tay. Diệp tố nhìn thoáng qua bàn cạnh bên nơi mấy người minh lưu xa đang ngồi, chờ đến khi thật sự xuất hiện nguy hiểm mà chúng ta không có cách nào giải quyết thì các người hãy động thủ. Từ trình Ngọc đáp ứng, không thành vấn đề. Hiện tại tiểu bí cảnh vẫn còn chưa mở, mấy người Diệp Tố sau khi cơm nước xong thì muốn đi dạo quanh tập Đông Thành. Diệp Tố trước đó vẫn luôn muốn làm một kiện pháp khí đơn giản, nàng định làm cho xong trước khi tiến vào bí cảnh. Tập đông thành lớn không bằng một phần ba định hải thành nhưng cửa hàng nhu yếu phẩm thì một cái cũng không thiếu. Diệp Tố bước vào một tài liệu hành nhỏ mua một ít tài liệu làm pháp khí, khi vòng theo một đường khác trở về thì phát hiện nơi này thậm chí cũng có cửa hàng bán phù chú. Có lẽ do thành này ở gần với Ngũ Hành Tông. Diệp Tố nhấc chân bước vào, cửa hàng rất nhỏ, hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ một người xoay người, trong cửa hàng không có quầy mà trên tường treo hàng lọ ớt bài gỗ, trên đó viết tên các loại phù. Nàng ngước lên nhìn thì thấy có kim cương phù và mê ngủ phù còn những phù chú khác nàng chưa từng nghe qua. Trên bài gỗ không có đính kèm phù chú, chỉ có mỗi chữ là chữ. Ánh mắt Diệp Tố dừng ở tấm bài gỗ cuối cùng, truyền sát phù. "Lão bản, truyền sát phù có công hiệu gì?" Diệp Tố hỏi lão nhân ngồi trên băng ghế nhỏ bên trong gian hàng. Lão nhân nâng mí mắt, mở miệng nói chuyện với âm thanh tràn đầy tang thương, "Là phù chú ảnh hưởng đến số phận dán trên người ai người đó sẽ gặp xui xẻo, có tác dụng trong thời gian một chén trà nhỏ. Còn định thân phù và phá giới phù thì sao? Lão nhân liên tục ho khan vài tiếng, định thân phù dán lên có thể khiến đối phương bất động trong một khắc, phá giới phù có thể dùng để phá kết giới. Có tác dụng với cảnh giới nào? Diệp Tố hỏi. Còn phải xem trình độ dẫn khí khóa phù của phù sư bất quá nếu cảnh giới của đối tượng bị dùng phù này càng cao thì tác dụng của hai loại phù này sẽ càng suy giảm. Lão nhân giải thích. Dẫn khí khóa phù. Diệp Tố nghe được nửa hiểu nửa không, nàng nghĩ nghĩ nói, "Bán cho ta một tờ định thân phù và một tờ phá giới phù." Tổng cộng 300 trung phẩm linh thạch. Lão nhân ngồi ở trong cửa hàng, run rẩy lấy từ trong ngực áo hai tờ phù chú đưa cho nàng. Diệp Tố đưa cho ông Linh Thạch rồi nhận phù. Phù này dùng cho cảnh giới nào là hữu hiệu nhất? Kim Đan Kỳ Chỉ cần là người hơi chút hiểu biết về phù chú mà nghe câu này nhất định sẽ ném phù trả trở về còn mắng một tiếng đồ lừa đảo. Bùa chú chỉ dùng được ở Kim Đan Kỳ trở xuống mà bán đến tận 300 trung phẩm Linh Thạch, không phải lừa đảo thì là gì? Nhưng Diệp Tố không rõ ràng lắm về vấn đề này, kiến thức về phù chú nàng tiếp cận đầu tiên chính là phù chú mà tiền bối thiên cơ môn đã cải tiến qua. Ngay cả hợp thể kỳ cũng có thể dùng nên bây giờ khi gặp phù chú chỉ có kim đan kỳ trở xuống mới có thể dùng thì cũng không quá lấn cấn với nàng. Nàng cất phù đi, xoay người đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, tới bậc cửa, nàng không nhịn được mà xoay người nói với lão nhân bên trong, ngươi, còn một bên lỗ tai vẫn chưa ngụy trang tốt đó. Đối phương sừng sốt, ngay lập tức không biết từ đâu lấy ra một cái gương nhỏ soi lỗ tai của mình quả nhiên một bên lỗ tai phù đầy vẻ năm tháng và đồi mồi của làn da một lão nhân nhưng lỗ tai còn lại thì không có chút dấu vết nào trông rất bình thường lão nhân thấp giọng nói một câu gì đó sau đó lấy ra một lá bùa rồi bóp nát dây tiếp theo người liền biến mất diệp tố lắc đầu bước ra khỏi cửa thời buổi này quái nhân gì cũng có ở tu chân giới này, người càng trẻ tuổi có thực lực cao thì không phải càng uy phong hơn sao? Giả làm lão nhân để làm gì không biết. Sau khi trở về Diệp Tố lấy ra tờ truyền sát phù mà nàng đã vẽ trước kia dán lên người, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, không phát hiện thấy có gì khác thường. Vẫn chưa thấy có xui xẻo gì. Là người giả lão nhân kia nói dối hay do phù này nàng vẽ không tốt? Diệp Tố còn chưa suy nghĩ được thông suốt thì dây tiếp theo mái ngói trên đầu không hiểu sao rớt xuống, hướng thẳng đầu nàng mà rơi. Nghe thấy âm thanh Diệp Tố lập tức né sang bên cạnh, kết quả một chân vướn vào chân còn lại, thân mình loạn choạng, đầu lại một lần nữa chủ động, xoay qua, bị mái ngói đập trúng. Mái ngói lập tức tan năm xẻ bảy. Đúng lúc này Mã Tổng Thu đi ngang qua, đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn này, cô đang luyện thiết đầu công hà, thì ra luyện khí sư còn phải rèn luyện cơ thể như thế. Sau đó hắn lại quay đầu, đi thẳng về phòng của mình. Diệp tố. Nàng giơ tay chịu hồi linh lực đánh lên hai bên cánh cửa muốn đóng cửa phòng lại. Kết quả đúng là cửa có đóng lại nhưng đóng mạnh đến nỗi đứt cả bản lề. Hai bên cửa phòng lại hướng về phía Diệp Tố mà độ ập tới. Diệp Tố dứt khoát không né tránh, nàng hôm nay muốn nhìn xem rốt cuộc lực sát thương của truyền sát phù có thể lớn đến mức nào. Người đang làm cái gì đó? Dù phục thời không biết từ chỗ nào xông ra tới, tay vịn lại hai cánh cửa nhưng hắn lười đỡ, chỉ vịn một cái rồi xô cho hai cánh cửa đổ sang hai bên. Hai cánh cửa ngã đập xuống mặt đất, tất cả bụi đất lại xông thẳng lên người Diệp Tố. Diệp Tố xoay người ho sù sụ nói, tiểu sư đệ, đệ không thể đỡ thêm một chút nữa sao? Lúc này truyền sát phù biến mất. Du Phục thời nghiêng đầu nghĩ nghĩ, duỗi tay thực hiện một thanh khiết thuật lên người Diệp Tố, lại nhìn thuận mắt hơn rồi. "Đệ đến đây có chuyện gì?" Diệp Tố quyết định đợi lát nữa lại cho Minh Lưu Sa thử truyền sát phù, thoạt nhìn cũng thấy không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là số phận có chút không tốt mà thôi. Đói bụng, Du Phục thời nói, muốn tích cốc đan hắn đã quen đi theo Diệp Tố một đường nghèo rớt mồng tơi, có linh thực thì ăn linh thực, không có linh thực thì ăn tích cốc đan mặc dù hắn không thích vị của tích cốc đan chút nào. Diệp Tố nhíu nhíu mày, lấy một lọ tích cốc đan ra khỏi túi cản khôn, lại lấy một chút linh thạch, mang theo đi, về sau nếu ta không có ở bên cạnh, có thể tự mình mua đồ ăn. Dù phục thời liếc mắt nhìn linh thạch một cái liền lui ra phía sau một bước, lắc đầu, không muốn, xấu hắn sẽ không bao giờ bỏ thứ xấu xí này vào trong thu nạp giới dù phục thời hoàng hốt trong một chớp mắt thu nạp giới hắn cúi đầu nhìn thoáng qua túi cản khôn bên hông đây là túi mà hắn nhặt trong bí cảnh vừa xấu lại nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể dùng được diệp tố nghe vậy nhíu mày tật xấu gì thế này không biết linh thạch mà cũng chê xấu nàng nói cầm nếu không ta mà không ở bên cạnh đệ thì đệ chỉ có nước đói ngất ngang mà thôi. Dù phục thời lại không nhìn nàng, lại giả bộ không nghe thấy. Diệp tố, vậy trả vụ sát hoa lại cho ta. Dù phục thời tức khắc nhíu mày, Diệp tố, lần trước rõ ràng ngươi nói ta học thuộc 50 chữ thì có thể mượn đeo 10 ngày. Đại sư tỉ mỉm cười, chỉ còn nửa ngày thôi, thời hạn cũng sắp đến rồi. Dù phục thời nghiêng đầu không nhìn nàng, một tay mở ra túi cản khôn, ngươi ném vào đi. Cùng lắm thì lúc dùng nhắm mắt lại không nhìn là được. Diệp tố nhướng mày bỏ linh thạch vào, chiêu này dùng với tiểu sư đệ là trăm lần trăm linh. Căn phòng hiện tại phần nóc thì lủng một lỗ còn cửa thì tan hoang trên mặt đất. Diệp Tố phải dành ra chút thời gian để sửa lại chúng sau đó thì đi xuống khách điếm nói với trưởng quầy một tiếng. Lúc trở lại du phục thời vẫn còn chưa rời đi phòng nàng. Còn việc gì sao? Người dạy ta tiếp 50 chữ nữa đi. Dù phục thời chủ động lấy ra sách, ta muốn mượn vòng tiếp 10 ngày nữa. Chỉ cần luôn mượn không dừng thì vụ sát hoa vẫn luôn là của hắn. Diệp Tố ấn chán nói, được rồi. Dù phục thời học biết chữ rất nhanh, cơ bản chỉ cần dạy một lần là nhớ, chẳng qua khi viết chữ thì, một lời khó nói hết, phù phiếm vô lực, siêu siêu vẹo vẹo. Được rồi, bây giờ thì luyện viết theo tờ giấy này đi diệp tố viết các chữ mới lên một tờ giấy để hắn chiếu theo đó luyện viết nàng ngồi đối diện với hắn lấy ra hai tờ phù chú mới mua chuẩn bị tự mình vẽ lại cũng không phải là muốn vẽ đem bán mà muốn vẽ để tự dùng tiết kiệm chút tiền diệp tố cẩn thận quan sát hai tờ phù chú giấy vẫn là giấy vàng thường thấy tuy nhiên chất mực dùng để vẽ hình như không phải là chu sa nàng cầm hai tờ phù đưa lên mũi người người nhưng cũng không ngửi ra được hương vị gì. Phù đồ thường tối nghĩa khó hiểu, người thường nhìn vào thậm chí còn không biết phải đặt bút từ đâu thế nhưng Diệp Tố lại có thể từ những phù đồ này nhìn ra được điểm bắt đầu, đường đi của nét bút và điểm kết thúc. Nàng không ngừng miêu tả đi miêu tả lại phù đồ trong đầu, chờ khi nàng cầm lấy bút thì phù đồ đã được khắc sâu vào trong đầu. Diệp Tố cầm lên bút, chấm bút vào chu sa, Dẫn khí nhập bút sau đó bắt đầu vẽ định thân phù. So sánh với những phù chú trước kia nàng từng vẽ thì định thân phù hiển nhiên khó vẽ hơn không ít. Diệp tố có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác khô sáp của từng nét bút, không được trơn chu như trước. Diệp tố đứng lên, một tay cầm bút, một tay khác chống lên mặt bàn, bình phục linh lực quanh thân, dịch chuyển ngòi bút từng chút từng chút một, khoảng rừng giữa các nét cũng không tranh lệch, vẫn duy trì tốc độ đều nhau. Dù phục thời ngồi ở đối diện dường như có phát hiện gì đó, ngừng bút dương mắt nhìn về phía Diệp Tố. Nàng không biết sắc mặt của mình lúc này cực kỳ tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người nhập định, dường như ngăn cách ở một thế giới riêng với xung quanh. Từng nét từng nét được vẽ xuống, nét vẽ cuối cùng đã ở trước mắt thì cây bút trong tay Diệp Tố bỗng nhiên gãy ngang, linh lực nàng bị đảo lộn nên phun ra một búng máu, máu rơi trên lá phù trong nháy mắt liền bốc cháy cùng với phù đồ chưa kịp hoàn thành cùng nhau biến mất. Thất bại. Diệp Tố buông đoạn bút gãy, bình tĩnh giơ tay lau đi vết máu bên môi, cảnh giới của nàng còn quá thấp, còn chưa đủ để tự vẽ được phù chú này. Bút này không tốt." Du Phục thời ngồi đối diện lên tiếng. "Ừ." Diệp Tố thuận miệng đáp, gom lá bùa hỏng cùng cây bút gãy đem đi vứt. "Ta có một cây bút." Du Phục thời nghĩ nghĩ nói về sau có thể cho ngươi mượn dùng diệp tố nhìn vẻ mặt luyến tiếc của hắn rốt cuộc cười ra tiếng được ta nhớ kỹ nàng lấy ra một cây bút khác chuẩn bị vẽ thử phá giới phù lần này so với định thân phù còn khó vẽ hơn hiển nhiên đây cũng không phải là phù chú mà cảnh giới như diệp tố có thể vẽ nàng chỉ đành từ bỏ vẽ tiếp để ngăn không cho bị phản vệ tổn hại đến linh lực khi bọn minh lưu xa ở dưới lầu nhìn thấy diệp tố đi xuống không khỏi kinh ngạc. Đại sư tỷ, tỷ bị làm sao vậy?" Hạ Nhĩ nhíu mày hỏi. "Vẽ hai tờ phù chú bị chút thương nhỏ mà thôi." Diệp Tố cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Mã Tòng thu ngồi bên cạnh Từ Trình Ngọc, nhỏ giọng nói thầm, "Chứ không phải do bị mái ngói rớt vào đầu sao?" "Huynh nói gì?" Chu Vân quay đầu hỏi. "Vừa rồi ta đi ngang thấy Diệp Tố đang luyện thiết đầu công." Mã Tổng thu nhích lại gần chu sư mội tám bát quái cho nàng nghe Ta đoán không chừng là nàng ấy bị mói rớt hư đầu luôn rồi Thiết đầu công, Chu Vân khiếp sợ, nhất thời không nhớ phải hạ thanh âm xuống Mọi người từ đầu đến cuối đều nghe được rõ ràng rành mạch Tuy nhiên từ Trình Ngọc lại tò mò một việc khác hơn Diệp Tố, cô còn biết vẽ phụ nữ ư? Biết vẽ mấy tờ mà thôi trong lòng Diệp Tố đã đem đối tượng thử chuyển sát phù từ Minh Lưu Sa đổi thành mã tổng thu. Nếu có cơ hội chúng ta có thể đi thẳng về phía đông nhìn thử xem. Từ Trình Ngọc nói, bên đó có ngũ hành tông, ngoài ra còn có rất nhiều các môn phái phù tu khác. Thân làm đại sư huynh của ngô kiếm phái, Từ Trình Ngọc không có quá kinh ngạc với việc Diệp Tố biết vẽ phù chú. Nguồn gốc của tịnh tông đệ tử đó chính là bởi vì tu chân giới có không ít tu sĩ có thiên phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Diệp Tố hẳn là một trong số đó đi. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, nàng ấy thoạt nhìn không vui lắm. Vậy về sau cho nàng mượn cây bút kia dùng một chút, chỉ cho mượn thôi, không cho luôn mặt cười. chương 36 Súng bắn phù Tập Đông Thành, ngày 1 tháng 1 tiểu bí cảnh chính thức mở ra, đoàn người Diệp Tố bước qua lối vào, ba người từ Trình Ngọc đi ở phía sau, quan sát xung quanh, nếu không phải tình huống nguy cấp họ sẽ không ra tay. Nơi có linh khí nồng đậm nhất là mắt cảnh. Trước khi tiến vào bí cảnh từ Trình Ngọc đã giải thích cho mấy người Diệp Tố, tất nhiên cũng vì vậy nên mắt cảnh chính là nơi thường xuất hiện các pháp khí, bí kỹ tốt nhất, đây đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh. Chúng ta thẳng tiến đến mắt cảnh. Diệp Tố nói: Mục tiêu và bí cảnh đều tập trung ở mắt cảnh thì tất nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đó, chẳng qua mắt cảnh không dễ tìm, thậm chí có khi còn di chuyển liên tục. Sau khi tiến vào tiểu bí cảnh, Diệp Tố liền dẫn theo sư đệ sư muội đi đến nơi có nhiều linh khí, một bên tay của nàng lòng bàn tay hơi hướng về phía trước hấp thu linh khí, một bên tay khác thì triệu hồi linh hỏa lên đầu ngón tay. Du Phục Thời đứng bên cạnh nhìn thấy linh hỏa chuyển động trên ngón tay nàng thì nhịn không được theo bản năng rũi tay qua muốn chạm vào. Diệp Tố lập tức thu linh hỏa lại, đừng loạn chạm vào linh hòa. Linh hỏa của luyện khí sư là dùng để luyện chế tài liệu, dù Phục Thời nếu chạm vào linh hỏa, vạn nhất hắn thật sự là yêu thú gì đó thì không chừng sẽ tại chỗ thiêu ra được một thanh yêu cốt, đến lúc đó một bàn tay này của tiểu sư đệ liền sẽ trở thành tài liệu luyện khí. Dù phục thời thu hồi tay, chấp ở sau lưng, vẻ mặt nhăn nhó, hắn cực kỳ không hài lòng với phàm nhân này, hắn chỉ muốn sờ sờ một chút thôi mà. Đại sư tỷ phía trước có tam sắc liên. Tây Ngọc đi với lữ cửu ở đằng trước, bỗng nhiên quay đầu hô một tiếng. Diệp Tố lập tức bước nhanh tới, giữa một hồ nước rộng vậy mà chỉ có một gốc tam sắc liên trơ trọi đứng đó, trên lá sen đang có vài giọt nước đang lăn qua lăn lại. Nhưng chúng không phải là nước hồ mà là từng giọt máu đỏ tươi. Phía dưới có người. Minh Lưu Sa dỗi tay chỉ vào mặt hồ phía dưới lá sen. Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm một hồi mới nhìn ra thứ trôi nổi phía dưới lá sen là nửa khối thi thể. Hắn nhận ra được quần áo trên người người nọ là một tu sĩ không bao lâu trước còn đứng cạnh họ trước lối vào bí cảnh, vừa mới vào chưa bao lâu mà đã nằm đó rồi. Hắn dương mắt nhìn lại Tam Sắc Liên đang yêu kiều lắc lư trong hồ nước mà chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chất lỏng trong cuốn lá của Tam Sắc Liên có thể dùng để luyện pháp khí. Diệp Tố nói, cánh sen màu trắng, hồng, đỏ đều có thể dùng trong luyện chế đan dược. Nghe qua thì là thứ tốt rồi. Lữ Cửu nói, để ta đi hái xuống. Ngoài ba kiếm tu Kim Đan kỳ Ngô kiếm phái ra, thì nàng là nguồn vũ lực duy nhất của nhóm nên tất nhiên phải chủ động đi trước. Lữ Cửu tay nắm chặt kiếm, phi thân đạp trên mặt nước, lướt nhẹ về phía Tam Sắc Liên, khi đến gần một khoảng cách nhất định thì đóa hoa sen đột nhiên nở rộ đến mức tận cùng, bên trong không phải là đài sen như thường thấy mà là một cái tổ hình tròn liên tục phun chất lỏng về phía nàng. Lữ Cửu nhanh chóng nghiêng người né tránh công kích, đồng thời rút kiếm một kiếm dứt khoát chém đóa tam sắc liên cũng mấy cái lá của nó bay lên giữa không trung trong nháy mắt sau đó bằng tốc độ cực nhanh lữ cửu dỗi tay bắt lấy tam sắc liên cùng lá rồi nhẹ điểm mũi chân lên mặt nước xoay người chuẩn bị trở về bờ loại người nửa biết nửa không như nàng ta chính là loại hố đồng đội nhất mã tòng thu lắc đầu bộ phận lợi hại nhất của tam sắc liên rõ ràng là bộ rễ dưới nước hồ này quả nhiên khi lữ cửu xoay người trở về bờ thì mặt hồ liền gợn sóng dữ dội, bộ rễ của tam sắc liên dính đầy nước bùn điên cuồng trồi lên, quật tới tấp về phía lữ cửu. Chu Vân có chút kiềm chế không được nói, "Đại sư huynh, chúng ta đi cứu bọn họ đi." "Cứ từ từ." Từ Trình Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Tố không hiểu sao vẫn đang rất bình tĩnh, cuối cùng ngăn lại Chu Ngọc cùng Mã Tổng Thu, "Chúng ta trước quan sát thêm một chút." Khi những sợi rễ của Tam Sắc liên công kích tới thì Lữ Cửu cũng đã nhận ra, trở tay huy kiếm chém đứt một nửa số sợi rễ nhưng một nửa còn lại vẫn không ngừng nhào về phía nàng. Mà Diệp Tố đang đứng trên bờ lúc này lại không có bất luận dao động nào, nàng không nhanh không chậm lấy từ trong túi cản khôn ra một thanh súng bắn phù, mới cóng nàng mới vừa làm xong trước khi tiến vào bí cảnh. Nàng nhẹ nhàng nâng súng, nhẹ nhàng bóp cò, ngay sau đó họng súng hình chữ nhật giống như súng bắn bài ở thế giới trước đó của nàng, phun ra một loạt mê ngủ phù. Súng bắn phù hạ từng sợi, từng sợi dễ lọt lưới, không trượt phát nào. Mặt của ba người từ Trình Ngọc đứng sau. Đây là cái gì? Dù phục thời đứng bên cạnh hỏi lên câu hỏi của tất cả mọi người ở đây, Diệp Tố, đây là cái gì? Súng bắn phù. Diệp Tố nói ngắn gọn, nói đoạn nàng lại lấy ra một súng bắn phù nữa từ túi cản khôn, hai tay hai súng giống như phù là của nhà nàng chồng được mà liên tục bắn về phía mấy sợi rễ lại đang lục tục trồi lên sau đó. Dù phục thời nhìn túi cản khôn bên hông nàng không chớp mắt vì sao trong túi của phàm nhân này luôn có đồ hắn thích vậy?